À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con, rất là vui khi lại được gặp chúng mình trong phần luyện tập trung hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cô đi luyện tập trung về tất cả các phép tính nhân và các phép tính chia liên quan đến số tự nhiên, phân số và số thập phân. Nào, đối với bài tập đầu tiên, chúng ta có đề bài như sau. Yêu cầu thực hiện các phép tính nhân các số tự nhiên, nhân chia các phân số, chia các số thập phân với nhau và cuối cùng là liên quan đến phép chia các số đo về thời gian. Thế thì ở đây các con sẽ phải áp dụng cho cô đúng quy tắc nhân chia mà chúng ta đã được học. Thì đối với các phép tính nhân với số tự nhiên thì chúng ta sẽ thực hiện đặt tính theo cột dọc cho cô nhé. Còn phép tính nhân các phân số thì áp dụng theo đúng quy tắc và phép chia phân số cũng như vậy. Phép chia các số thập phân chúng ta sẽ thực hiện đặt tính theo cột dọc và chia theo quy tắc mà chúng ta được học. Cuối cùng là thực hiện phép chia các số đo liên quan đến thời gian cũng thực hiện đặt tính theo cột dọc và chúng ta làm cho cô. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô bắt tay vào phần A trước, thực hiện cho cô phép tính nhân hai số tự nhiên nhé. 683 nhân với 35. Chúng ta sẽ cùng cô thực hiện câu A trước. Cô sẽ nhắc lại một số quy tắc như sau. Để thực hiện nhân hai số tự nhiên, 683 nhân với 35. Nào, đây chúng ta sẽ nhân. Tìm cho cô tích riêng thứ nhất. 5 x 3 bằng 15. Cô viết 5 nhớ 1. 5 x 8 bằng 40. Nhớ 1 là 41. Cô viết 1 nhớ 4. 5 x 6 là 30. Đúng không nào? Nhớ 4 là 30. Từ rồi vậy tích riêng thứ nhất ra 3415. Tích riêng thứ hai nè. 3 x 3 là 9. Tích riêng thứ hai chúng ta phải viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất, đúng không nào? 3 x 8 là 24, cô viết 4 nhớ 2. 3 x 6 là 18, nhớ 2 là 20. Vậy tích riêng thứ hai là 2049. Bây giờ các con thực hiện cộng cho cô hai tích riêng này lại. 5 hạ xuống này. 1 cộng 9 là 10. Cô viết 0 nhớ 1. 4 cộng 4 bằng 8, nhớ 1 là 9. 3 cộng 0 là 3. Và 2 cô hạ xuống. Được chưa nào? Vậy kết quả ra 23.905. Thế thì trong bài tập số 1 chúng ta còn hai biểu thức, hai phép nhân nữa thì các con sẽ thực hiện tương tự nguyện toán như ở câu này cô đã hướng dẫn. Được chưa nào? Bây giờ sang đến câu B. Câu B thì là phép nhân các phân số. Chúng ta thực hiện theo đúng quy tắc. 7 phần 9 nhân 3 phần 35. Để nhân được sẽ lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số, đúng không nào? Bằng 7 nhân 3 trên 9 nhân 35. Thế ở đây chúng ta có thể giúp như sau. 7 với 35 cùng chia hết được cho 7, cho nên cô sẽ chia cả tử số và mẫu số cho 7. 3 và 9 cùng chia hết cho 3, cô sẽ chia cả tử số và mẫu số cho 3. Đấy. Thì 7 cho 7 1, 3 cho 3 cũng còn 1, 9 chia cho 3 còn 3, 35 chia cho 7 còn 5. Vậy kết quả bằng 1 phần 15. Các con nhớ nhá, kết quả cuối cùng phải là một phân số tối đa. Còn nếu như vẫn còn rút gọn được nữa thì chúng ta lại phải thực hiện rút gọn tiếp cho cô. 9 phần 22 nhân với 55. Thì ở đây cô sẽ lấy 9 nhân với 55 trên 22 ở dưới, đúng không nào? Và 55 và 22 cùng chia hết cho 11, cho nên sẽ gọn cả tử số mẫu số với 11. Nhân này, 55 chia cho 11 được 22 chia cho 11 được 2. Để xem nào. Và kết quả là 45 phần 2. Đó. Rồi bây giờ phân số này. 11 phần 17 chia 33 phần 34. Vậy để thực hiện được phép chia hai phân số, chúng ta phải đưa phép chia về phép nhân với phân số đảo ngược, tức là cô bằng 11 phần 17
hôn nhân với 3 phần 33. Phân số thứ hai đảo ngược. Đến đây chúng ta thực tắc nhân hai phân số như bình thường là 11 nhân 34, mẫu số là 17 nhân 33. Nào, chúng ta để ý cho cô này, 11 ở trên tử số và mẫu số là 33 có thể cùng chia hết cho 11. Vậy chúng ta chia như sau: 11 chia 11 còn 1, đúng không nào? 33 chia cho 11 còn 3 ở dưới mẫu số. Tiếp theo, 34 và 17 cùng chia hết được cho 17. Vậy cô sẽ chia cho 17. 34 chia 17 được 2 lần, 17 chia 17 được 1 lần, còn 33 chúng ta chia cho 11 được 3, đúng không nào? Vậy kết quả bằng 2 phần 3. Đó, thì ở phần B chúng ta tập lại gì nhỉ? Phép nhân và phép chia các phân số. Bây giờ sang đến câu C nào. Phép chia hai số thập phân với nhau. Thì hôm trước chúng ta đã ôn tập về quy tắc chia hai số thập phân rồi, đúng không? Vậy cô chỉ câu thôi, à, các câu tương tự thì chúng ta thực hiện vào trong ra vở nháp giúp cô này. Ở đây cô có 36,66 chia cho 7,8. Để thực hiện chia được thì bây giờ cô sẽ gạch dấu phẩy ở số chia đi, đúng nào? Và dấu phẩy ở số bị chia cô dịch sang bên dịch sang bên trái một cột, dịch sang bên phải một cột, được chưa nào? Và cô được kết quả là 366,6 chia cho 78. Tức là đưa phép chia này về phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Nào, bây giờ cô chia phần nguyên này, 366 cô chia cho 78, chúng mình nhẩm cho cô xem được mấy lần. Được 4 lần, đúng không nào? 4 lần thôi. Vậy cô nhân này, 4 nhân 8 là 32. 6 ở đây cô mượn 3, tức là 36 trừ 32 còn dư 4. Viết 4 nhớ 3. 4 nhân 7 28. 28 nhớ 3 là bằng 31. 36 trừ đi 31 thì chúng mình còn 5. Vậy dư 54. Kết thúc phần gì nào? Kết thúc phần nguyên. Bây giờ cô phải sử dụng đến chữ số ở phần thập phân. Thì trước tiên cô sẽ đánh một dấu phẩy ở kết quả vừa tìm được. Sau đó cô hạ chữ số ở phần thập phân xuống chữ số 6. Cô có 546 chia cho 78, đúng không nào? Vậy chúng mình nhẩm được mấy lần? 7 x 7 là 49. Nào, vậy chúng ta nhẩm được 7 lần. Rồi bây giờ cô sẽ thực hiện như sau này. 7 x 8 bằng 56. 6 ở đây cô mượn 5. 56 trừ đi 56 là hết. Viết 0 nhớ 5. 7 x 7 là 49, nhớ 5 là bằng 54. 54 trừ 54 là hết. Kết thúc phép chia cô được kết quả thương bằng 4,7. Được chưa nào? Vậy các câu còn lại trong sách giáo khoa các con sẽ thực hiện tương tự như cách cô vừa hướng dẫn ở câu đầu tiên này. Bây giờ sang đến câu D. Câu D cô có phép chia 16 giờ 15 phút chia cho 5. Vậy chúng ta thực hiện đặc tính như sau. Chia các số đo thời gian là 16 giờ 15 phút chia cho 5. Bây giờ chúng ta thực hiện chia như sau. Cô chia 16 giờ trước này, 16 giờ chia cho 5 chúng ta được 3 giờ, đúng không nào? Nào, 3 x 5 là 15, 16 trừ đi 15 còn dư 1 giờ. 1 giờ này chúng mình sẽ đổi về phút, đúng không? 1 giờ bằng 60 phút. Sau đó đến đây chúng mình cộng cho cô 15 phút cộng 60 phút ra kết quả bằng 75 phút. Rồi, 75 phút bây giờ cô thực hiện chia cho 5 như sau. Đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện chia cho cô 75 phút chia cho 5, đúng nào? Thì chúng ta sẽ chia như sau. 7 chia cho 5 được 1, được chưa nào? 1 x 5 bằng 5. 5 ở đây 7 trừ 5 còn dư 2. Sau đó cô hạ 5 xuống. 25 chia cho 5 được 5. 5 x 5 là bằng 25. 25 trừ 25 là hết. Vậy đơn vị là phút cô biết cuối cùng. Đáp án cô ra 3 giờ 15 phút. Các con đã hiểu chưa nào?
Rồi, đây chính là đáp án cuối cùng. Còn lại những câu tương tự trong sách giáo khoa thì các con sẽ tự trình bày giúp cô nhé. Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2. Và sau đây là bài tập tiếp theo của chúng ta, bài tập số 2. Đề bài yêu cầu chúng mình thực hiện tìm x, được chưa nào? Thì bây giờ đối với câu A, 0,12 nhân x bằng 6, chúng ta sẽ cùng cô thực hiện yêu cầu A trước nào. 0,12 nhân x bằng 6. Thì x ở đây đóng vai trò là thừa số chưa biết. Vậy muốn tìm thừa số chưa biết, chúng ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Đúng không nào? Chúng ta lấy 6 chia cho 0,12 và các con sẽ thực hiện cho cô phép tính chia này ra ngoài giấy nhá. Và ở đây thì cuối cùng sau khi chúng ta thực hiện xong thì kết quả của cô sẽ ra là bao nhiêu nào? 6 chia cho 0,12 thì chúng mình ra kết quả bằng 50. Được chưa nào? X của chúng ta bằng 50. Câu B. X chia 2,5 bằng 4. X ở đây đóng vai trò là số bị chia. Vậy muốn tìm số bị chia, chúng ta lấy thương nhân với số chia. Vậy x sẽ bằng 4 nhân 2,5. Và ở đây chúng ta được kết quả bằng 10. X bằng 10, đúng không nào? Câu C. 5,6 chia cho x bằng 4. X đóng vai trò là số chia. Vậy muốn tìm x, chúng ta sẽ phải lấy số bị chia chia cho thương. 5,6 chia cho 4, đúng không nào? Và thực hiện tính toán thì cô sẽ ra kết quả x bằng 1,4. Và câu cuối cùng, x nhân 0,1 bằng 2/5. X ở đây đóng vai trò là thừa số chưa biết. Vậy muốn tìm thừa số chưa biết, chúng ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Đây, 2/5 chia cho 0,1, đúng không nào? Và ở đây x của chúng ta sẽ bằng 4. Đó, thì đây chính là kết quả của bài tập số 2. Thực hiện bài toán tìm x rất là đơn giản. Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 3 nhé. Sau đây là bài tập số 3, một bài toán liên quan đến tỷ số phần trăm. Đề bài cho như sau này. Trong 3 ngày, một cửa hàng bán được 2.400 kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó. Ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg đường? Vậy trong bài toán này chúng ta sẽ có hai cách giải, đúng không nào? Cách giải thứ nhất là các con đi tính cho cô ngày thứ nhất và ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg đường. Sau đó chúng ta lấy tổng số kg đường, chúng ta trừ đi số kg bán được trong hai ngày đầu thì chúng ta sẽ ra được ngày thứ ba còn lại bán được bao nhiêu kg, đúng không nào? Cách số 2, chúng ta không đi tính cho cô cụ thể mà chúng ta đi tìm cho cô tỷ số phần trăm số kg đường của ngày thứ 3 so với tổng số kg đường trong 3 ngày. Bằng cách thế nào đây? Cô coi 2.400 kg đường bán được trong 3 ngày là 100%. Thì số kg đường ngày thứ 3 bán được sẽ chiếm số phần trăm là 100 trừ 35 trừ đi 40%. Đúng không nào? Và sau khi chúng ta tìm được phần trăm, tỷ số phần trăm của số kg đường ngày thứ 3, chúng ta sẽ lấy gì? À, lấy 2.400 kg đường của cả 3 ngày, chúng ta nhân với tỷ số phần trăm của số kg bán được trong ngày thứ 3. Các con đã hiểu chưa nào? Vậy bây giờ cô sẽ trình bày theo cách số 2. Nào, bài giải của bài tập số 3 như sau. Cô sẽ trả lời là gì? Ngày thứ 3, cửa hàng đó bán được số kg đường gì nhỉ? So với số kg đường bán được trong cả 3 ngày là, đúng không nào? Hoặc chúng ta trả lời là gì? Phần trăm số kg đường bán được trong ngày thứ 3 so với cả 3 ngày là nào? Phần trăm số kg đường bán được trong ngày thứ 3
là cô lấy 100%, cô trừ đi này, ngày thứ nhất bán được 35%, trừ đi 35%, cộng với ngày thứ hai bán được 40%, vậy là cô đang đi, cô lấy tổng số đường, cô trừ đi số đường bán được trong 2 ngày đầu, 35% cộng 40% là 75%, 100% trừ 75%, chúng ta ra kết quả bằng 25%, đúng không nào, tổng số đường. Đó, vậy chúng ta biết được ngày thứ 3 bán được 25% tổng số đường. Chúng ta đi tìm cho cô thì số kg đường bán được trong ngày thứ 3 là số kg đường bán được trong ngày thứ 3 là cô sẽ lấy gì? 25% cô nhân với 2.400. Hay nói cái khác là 2.400 nhân 25 chia cho 100. Đúng không nào? Và chúng ta thực hiện tính cho cô nhé. 2.400 mà chia cho 100 là chúng ta bỏ đi hai chữ số 0 này. Sau đó cô lấy 24 nhân với 25. Vậy chúng ta ra kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 600 kg. Đây chính là số đường bán được trong ngày thứ 3, đáp số. Đó, thì nếu như bạn nào thực hiện theo cách số 1, chúng ta cũng phải ra đáp án cuối cùng là 600 kg thì mới là trình bày đúng, được chưa nào? Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài toán cuối cùng trong phần luyện tập trung hôm nay nhé. Và sau đây là bài toán cuối cùng, bài tập số 4. Một cửa hàng bán hoa quả, trái cây thu được 1.800.000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng? Bây giờ thì cô và mình sẽ cùng nhau phân tích đề bài của bài tập số 4 này một chút này. Ở đây thì cửa hàng bán hoa quả thu được tổng số tiền là 1.800.000 đồng. Vậy số tiền mà người ta thu được ở đây chính là gì? Là số tiền vốn cộng với số tiền lãi bán hoa quả. Có đúng không nào? Vậy 1.800.000 đồng này chính là tiền vốn cộng tiền lãi. Nhớ nhá. Tiếp theo người ta cho là gì? Số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Số tiền lãi chiếm 20%. Chiếm 20%. Vậy giả sử ở đây cô coi số tiền vốn mà người ta ban đầu chi ra để mua hoa quả chiếm 100%, thì tổng số tiền mà người ta bán được, tổng số tiền người ta bán được là 1.800.000 đồng này bằng số tiền vốn cộng với 20%, tức là 100% cộng 20% là 120%, đúng không nào? Đó, thì 1.800.000 đồng tức là 120% so với số tiền vốn ban đầu bỏ ra. Đó, thì các con chỉ cần tìm cho cô là gì? Số tiền gì? Số tiền mà người ta bán được chiếm bao nhiêu phần trăm so với số tiền vốn. Từ đó chúng ta lấy 1.800.000 đồng, chúng ta chia cho số phần trăm đó thì chúng ta sẽ ra được số tiền vốn ban đầu. Các con đã hiểu chưa nào? Vậy đối với bài toán này, giả sử cô coi số tiền vốn là 100%, thì số tiền bán được chiếm số phần trăm so với số tiền vốn là, thì số tiền bán được chiếm số phần trăm so với tiền vốn là 100%, cô cộng với tiền lãi là 20%, vậy tức là bằng
120%. Vậy 120% này ứng với 1.800.000 đồng. Tức là bây giờ cô đi tìm số tiền vốn thì cô sẽ lấy 1.800.000 đồng, cô chia cho 120%, đúng không nào? Vậy cô trả lời số tiền vốn để mua số hoa quả đó là hoa quả cô lấy 1.800.000 đồng, cô chia cho 120 và nhân với 100, được chưa nào? Và các con tính cho cô biểu thức này, 1.800.000 đồng nhân với 100 thì chúng ta viết thêm cho cô hai chữ số 0, sau đó chúng ta thực hiện phép chia với 120. Thì sau khi thực hiện phép tính chia này, cô ra kết quả bằng 1.500.000 đồng. Đây chính là số tiền vốn để người ta bỏ ra mua số hoa quả, sau đó người ta đem đi bán, và sau khi bán người ta nhận được 1.800.000 đồng, được chưa nào? Đáp số một triệu 500.000 đồng. Đó, vậy là ở đây nếu như tính ra số tiền lãi thì người ta được lãi bao nhiêu? 1.800.000 trừ đi 1.500.000, tức là lãi 300.000 đồng, đúng không nào? Vậy có phải là 300.000 đồng thì chính là 20% của số tiền người ta đã bỏ ra để mua hoa quả không? Được chưa nào? Đó. Xin chào tất cả các con, rất là vui khi lại được gặp chúng mình trong phần luyện tập chung hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một số các bài tập luyện tập liên quan đến các phép tính cộng trừ nhân chia mà chúng ta đã được ôn tập từ hôm trước. Bây giờ thì cô có bài tập số 1, đề bài yêu cầu chúng ta thực hiện tính. Vậy ở câu A, cô có một hỗn số nhân với một phân số. Để thực hiện được câu này, chúng ta sẽ phải quy đổi cho cô hỗn số về phân số, đúng không nào? Một phép nhân này, 1/5/7 nhân 3/4. Thì cô sẽ đổi hỗn số về phân số là bằng cách lấy 7 nhân 1 bằng 7, cộng 5 là bằng 12. Cô có 12/7 nhân 3/4. Để nhân hai phân số này, cô sẽ lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Nào, quan sát thừa số 12 ở trên tử số và thừa số 4 ở dưới mẫu số, chúng ta có thể rút gọn được cho nhau. Vậy cô sẽ chia cả tử số và mẫu số cho 4. Cô có 3 nhân 3 trên 7 nhân 1, đúng không nào? 12 chia cho 4 thì được 3. Vậy cô được kết quả 9/7. Đây chính là câu A. Đối với câu B thì là một phép chia một phân số cho một hỗn số. Vậy để chia được câu này thì chúng ta sẽ lại phải quy đổi cho cô hỗn số về phân số trước, đúng không nào? Nào, 10/11 cô giữ nguyên. Cô đổi hỗn số về phân số như sau: 3 x 1 = 3, cộng thêm 1 là 4. Vậy cô có 4/3. Tiếp theo, để chia được hai phân số này thì chúng ta sẽ lấy gì? 10/11 chúng ta nhân với phân số 4/3 đảo ngược, tức là 3/4. Bây giờ chúng ta thực hiện như bình thường. Cô lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Đến đây, trên tử số có thừa số 10, dưới mẫu số có thừa số 4. Hai tử số này đều có thể chia hết được cho 2. Vậy chúng ta sẽ rút gọn bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho 2. 10 chia cho 2 được 5. Nhân 3 cô giữ nguyên. 11 dưới mẫu số cô giữ nguyên. 4 chia cho 2 được 2. Nào, vậy cô có 15/22. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong câu B. Tiếp sang đến câu C này. Câu C cô có đề bài như sau: 3,57 nhân 4,1 cộng 2,43
nhân 4,1. Thì đây là một biểu thức có chứa cả phép nhân và phép cộng. Nếu như theo đúng quy tắc thì chúng ta sẽ phải thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau, đúng không nào? Tuy nhiên thì thay vì cô thực hiện hai phép nhân này, cô thấy là gì? Đối với biểu thức này thì phép nhân thứ nhất có thừa số 4,1, phép nhân thứ hai cũng có thừa số 4,1. Vậy chúng ta sẽ thực hiện đặt 4,1 làm thừa số chung. Nhân này, trong ngoặc cô có gì? 3,57 cộng với 2,43. Đây chính là quy tắc nhân một số với một tập, đúng không nào? Và đến đây chúng ta thực hiện tính trong ngoặc cho cô trước. 4,1 nhân 3,57 cộng với 2,43 thì chúng ta sẽ được kết quả là bằng 6, đúng không nào? 57 cộng 43, sau đó chúng ta làm tròn lên thì cô sẽ được là 6. Thế đến đây thì chúng mình nhân cho cô 4,1 nhân với 6, cô được 24,6 là kết quả cuối cùng. Vậy tính như thế này chúng ta sẽ tính nhanh hơn thay vì nhân hai biểu thức này ra kết quả rồi cộng lại. Đó, bây giờ sang đến câu D nào. Câu D thì cô có như sau: 3,42 chia 0,57 nhân 8,4 trừ 6,8. À, vậy là biểu thức này là một biểu thức có chứa phép nhân, phép chia và phép trừ. Thế thì chúng ta sẽ phải thực hiện theo đúng quy tắc, đấy là nhân chia trước cộng trừ sau, đúng không nào? Vậy cô sẽ thực hiện phép chia hai số thập phân đầu tiên. 3,42 chia cho 0,57. Các con thực hiện cho cô phép tính chia này ra ngoài nhá. Thì chia hai số thập phân chúng ta đã được học rồi, đúng không nào? Ở đây thì sau khi thực hiện chia, cô sẽ nhẩm được 6 lần. 6 nhân 8,4 trừ đi 6,8. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện nhân cho cô phép tính này, sau đó mới thực hiện phép tính trừ cuối cùng. Nào, 6 nhân 8,4 chúng ta nhân như sau. 6 nhân 4 là 24, viết 4 nhớ 2. 6 nhân 8 là 48, nhớ 2 là 50. Vậy cô được kết quả 50,4, đúng không nào? 50,4 trừ đi 6,8. À, đến đây chúng ta thực hiện trừ như thế nào đây? Ở đây 4 không trừ được 8, đúng không nào? Cô phải mượn 1, tức là 14 trừ đi 8 có 6. Cô nhớ 1 sang đây là 7, để chưa nào? Nếu 1 sang đây là 7 thì cô có là gì? 50 mà trừ đi 7 thì chúng ta có 43. Vậy kết quả của cô ra 43,6 là kết quả cuối cùng của câu D. Thế là trong bài tập số 1 này thì chúng ta đã được ôn tập lại tất cả các phép tính cộng trừ nhân chia, số thập phân này, phân số này, hỗn số này. Các con sẽ hoàn thành cho cô bài tập 1 vào trong vở. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.